Chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Diếp Vua Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Nay mình trên tay cập nhật tới anh em một cặp Diếp Vua mới cập bến trở lại kênh bên mình ha. Hai em Diếp Vua này rất là đẹp, rất là sang trọng và ý nghĩa cho anh em trên tay. Làm quà biếu, quà tặng cho người thân, bạn bè cũng rất là hay luôn anh em. Thì mình giới thiệu với anh em, bên phải đó là em Zippo khắc logo của lực lượng SEAL nha anh em, hay còn gọi là đội biệt kích SEAL thuộc lực lượng Hải quân Mỹ ha. Đội biệt kích SEAL này thì có nhiệm vụ là chống khủng bố và giải cứu con tin nha anh em. Anh em nào có xem những bộ phim mà về hành động về Mỹ thì quá ranh về biệt đội SEAL hay còn gọi là đội biệt kích SEAL này ha, rất là hay luôn anh em. Em này giúp bộ đồng ha, rất là sang trọng cho anh em trên tay. Còn bên trái là em cà rông trắng khắc chìm những chi tiết, những thông tin mà hãng giới thiệu về công ty Zippo và năm hình thành của hãng ha, năm hãng ra đời, với những họa tiết sọc caro thể hiện sự tôn vinh và cũng rất là nghệ thuật thì hãng chế tác là em Zippo này nha anh em. Em này thì mang lại cho anh em nhiều thông tin ha, cũng như ý nghĩa về mặt lịch sử của hãng. Thì anh em nào có nhu cầu rước hai em nó thì cứ liên hệ với mình nha anh em. Số điện thoại mình để trên tiêu đề clip ha. Mình trên tay giới thiệu với hai em Zippo đặc biệt này với anh em trước ha. Thì đây là em đồng nha anh em, khắc logo của đội biệt kích SEAL ha, hai mặt luôn nha anh em, trước sau luôn. Đấy bằng nha anh em, hàng chính hãng với bưu Mỹ, hộp đựng giấy tờ đầy đủ nha anh em. Điều 100% luôn, rất là nhạy lửa, để nhẹ lên lửa thôi, anh em nào đã ủng hộ quá rồi. Làm quà biếu quà tặng cũng rất là hay. Ở trên là chữ SEAL ha, ở dưới là logo của đội biệt kích, dưới cùng là chữ United States Navy. Đội biệt kích SEAL này thì rất là nổi tiếng với điệp vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden năm 2001 nha nè. Rất là giỏi ha. Em này thì rất là mạnh mẽ nam tính và cũng ý nghĩa cho anh em trên tay ha. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em nó cũng như các em Zippo bên mình thì anh em cứ nhấp vô tiêu đề clip nha anh em, sẽ hiện ra ô mô tả có đường link trang Facebook mình cho anh em tham khảo hình ảnh chi tiết các em nó ha. Còn đây là em Zippo cà rông trắng khắc họa tiết sọc chéo và những thông tin giới thiệu về hãng Zippo ha, bằng tiếng Anh hết nha anh em. Mặt sau trơn ha, đẩy lõm nha anh em, em nó cũng hàng zin hết luôn ha. Điều 100% luôn, chính hãng Zippo Mỹ nha anh em. Ở trên là dòng chữ đây là sản phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới ha. Ở dưới là được bảo trợ bảo hành bởi hãng Zippo. Ở dưới là địa chỉ của hãng, đó là ở Bradford, ở hạt Bradford ở bang Pennsylvania nha nè. Dưới cùng là cái năm thành lập hãng, đó là 1932.
dòng Zippo Wimrod Lighter chống chiều gió. Em này thì mang đầy yếu tố về mặt lịch sử nha, cũng như những thông tin về hãng Zippo. Hàng new 100% luôn. Anh em làm quà biếu quà tặng cũng rất là ý nghĩa, rất là hữu ích. Đặc biệt là với điểm nhấn cái nền hình sọc caro, tạo nên vẻ sang trọng, cái độc đáo cho em nó nha anh em. Yêu mến anh em like, chia sẻ clip nha anh em. Và ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn màu đỏ ủng hộ ha. Cũng như có thể cập nhật những em Zippo tiếp theo. Mã vạch đầy đủ luôn nha anh em. Giấy thật kèm theo luôn. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip ha. Hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ và nhiều an lành, nhiều may mắn ha.